Binky Savika, nữ hoàng thị phi, showbiz Thái, bị bắt tạm giam về tội lừa đảo 1.600 tỷ. Truyền thông Thái Lan mới đây bất ngờ đưa tin nữ diễn viên Binky Savika cùng mẹ và anh trai bị tạm giam vì cáo buộc lừa đảo. Tòa án Thái Lan từ chối yêu cầu tại ngoại của nữ diễn viên. Ngày 18 tháng 8, tờ Cao Xô cùng nhiều phương tiện truyền thông Thái Lan đưa tin nữ diễn viên nổi tiếng Binky Savika bị bắt giam vì cáo buộc lừa đảo. Theo Cao Xô, công tố viên từ văn phòng công tố các vụ án đặc biệt 4 đã đệ đơn kiện Binky Savika cùng anh trai là Kittichat Chajadeh và mẹ là bà Sarinia Chajadeh vì hành vi lừa đảo. 19 người khác cũng bị cáo buộc tội danh lừa đảo trong vụ án Forex 3D. Thoát đưa tin tòa án hình sự đã ra lệnh tạm giam Binky Savika cùng các bị cáo, nữ diễn viên và mẹ đệ đơn yêu cầu trả tự do tạm thời, nhưng tòa án không cho phép vì vụ án có tính chất nghiêm trọng. Theo truyền thông Thái Lan, số nạn nhân trong vụ lừa đảo lên tới 9.824 người, cùng số tiền gần 2,5 tỷ baht, khoảng 69 triệu USD. Nữ diễn viên đang bị tạm giam tại Viện Cải huấn Phụ nữ. Binky từng nói trong một cuộc phỏng vấn cô không liên quan đến vụ lừa đảo. Nữ diễn viên khẳng định cô là nạn nhân vì đầu tư 10 triệu baht và chưa nhận được lại tiền. Ngày 30 tháng 10 năm 2019, một nạn nhân nộp đơn khiếu nại lên Bộ Tư pháp tố cáo Forex 3D có dấu hiệu lừa đảo. Sau khi đầu tư tiền, người này không được trả lợi nhuận như quảng cáo. Sau khi Cục Điều tra đặc biệt DSI thụ lý vụ án vào đầu tháng 11 năm 2019, nhiều người đã được triệu tập để đưa lời khai. Binky Savika, sinh năm 1986, nổi tiếng từ khi còn thiếu niên. Vào thời điểm đó, cô hợp tác với tài tử Prabhas Subbiah trong bộ phim phiêu lưu hành động Angkor 2. Một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của Binky Savika là Lưới tình các quốc. Trong phim, nhân vật cô đảm nhận là đối thủ của nữ chính Pean Giao do Pinam Thiếp đảm nhận. Binky Savika còn tham gia hàng trăm bộ phim khác như Back to Your Phone, Dandara, Club Friday The Sushi. Ngoài khả năng diễn xuất, Binky đã từng làm ca sĩ và người mẫu một khoảng thời gian. Người đẹp sở hữu chiều cao lý tưởng lên tới 1m71 cùng đôi chân dài miên man. Chẳng trách mà bức ảnh cô nàng sải bước lại khiến cho người hâm mộ phát cuồng đến thế. Mang trong mình hai dòng máu Thái Lan, Ấn Độ, Binky sở hữu một khuôn mặt cực phẩm khiến người hâm mộ xao xuyến. Nhờ sự pha trộn của hai dòng máu, nữ diễn viên mang một vẻ đẹp hút hồn, quyến rũ và đặc biệt không hề có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ. Tài sắc vẹn toàn là thế, nhưng Binky Savika là một trong những mỹ nữ lắm tài nhiều tập của showbiz Thái. Ở trên đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên bị tố làm bé ba, chăn chăn vào mối quan hệ tình cảm của đàn chị. Dư luận Thái Lan khi đó thật sự rất sốc bởi Binky trong mắt khán giả là một diễn viên chuyên đóng những vai hiền lành, trong trắng. Chưa dừng lại ở đó, ekip truyền thông của Binky đã phát ngôn rằng việc cô làm bé ba là xuất phát từ tình yêu nên không có lỗi. Thậm chí, bên nữ diễn viên còn công bố giấy siêu âm xét nghiệm không có thai để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Cư dân mạng Thái Lan đã kịch liệt chỉ trích nữ diễn viên, các đài truyền hình lớn nhỏ đồng loạt cấm cửa cô trong 2 năm. Binky Savika, từ con cưng của làng giải trí Thái Lan, bỗng chốc trở thành con gã khiến ai ai cũng ngán ngẩm mỗi khi nhắc đến tên. Cuộc hôn nhân với đại gia ngay sau đó cũng kết thúc cay đắng bằng việc ly hôn. 2 năm vắng bóng khỏi showbiz, Binky trở lại làng giải trí bằng việc ký hợp đồng với một đài truyền hình cáp và xuất hiện trong một vài bộ phim điện ảnh. Đồng thời, nữ diễn viên còn lấn sang lĩnh vực kinh doanh, thu được lợi nhuận khủng. Hiện tại, người đẹp đang trải qua cuộc sống giàu sang sung túc mà không có người đàn ông bên cạnh. Ở tuổi 36, Binky Savika vẫn vô cùng xinh đẹp cùng ngoại hình nóng bỏng khiến khán giả trầm trồ. Ngoài lịch trình đóng phim, cô dành nhiều thời gian cho bản thân và công việc kinh doanh. Đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên vẫn chưa tìm được một nửa hoàn hảo của đời mình sau scandal tình ái năm nào.